Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và lại là mình Phong Cận 3 tuổi đây. Trời ơi, nghe cái giọng của mình dễ thương không các bạn? Thôi từ từ để mình chỉnh lại giọng bình thường mình nói chuyện với các bạn ơi. Cái giọng này giọng em bé rồi. Rồi ok, mình đã chỉnh lại giọng bình thường rồi đó các bạn ơi. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy các bạn ơi. Và ngày hôm nay mấy bạn biết lý do vì sao mình lại chỉnh thành giọng em bé ở đầu video các bạn. Các bạn biết lý do vì sao không? Chắc là mấy bạn đọc tiêu đề thì mình nghĩ các bạn cũng biết video ngày hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì đúng không? Thì ngày hôm nay nè các bạn ơi, như những bạn nào đã xem video ở trên kênh của Sammy thì chắc bạn cũng biết, hình như là video ngày hôm qua nghe hay là ngày hôm trước vậy đó, mình quên mất rồi. Thì video đó bạn Sammy đã giả dạng thành em bé để chơi mình, phá mình quá trời luôn. Cho nên hôm nay mình rất là tức, mình rất là cay, rất là giận luôn. Có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, chị Sam đã chơi anh như vậy rồi thì anh phải chơi ngược lại chị Sam đi chứ, không thể nào tha thứ cho chị Sam được. Chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã quyết định mình cũng sẽ đóng giả thành em bé để chơi Sammy nha các bạn nha. Thôi không nói gì làm gì nữa, bây giờ mình sẽ biến thành em bé ngay lập tức để cho các bạn xem mình dễ thương như thế nào khi biến thành em bé nha các bạn nha. Ok, chuẩn bị coi mình nè. Úm bà là em bé biến hình bừng chiêu đó mấy bạn ơi. Ủa mà khoan, từ mình thấy có gì đó hơi sai sai thì phải. Ủa khoan, cái này đâu phải skin em bé đâu, cái này là skin già mà trời. Hơi nhầm rồi trời, biến thành em bé biến nhầm thành ông già rồi các bạn ơi. Không được được, mình biến lại. Úm bà là hóa thành em bé nào, let's go. Rồi ok các bạn ơi, mình đã hóa thành em bé đó bạn ơi. Đó giờ rồi xong, em bé lùng quá không thấy cái đầu mình đâu luôn bạn ơi, mình phải ngước lên trên cao nè. Ok đó, bạn thấy mình biến thành em bé chưa? Ê mà khoan, hình như em bé này có vẻ nhìn hơi mập mấy bạn ơi. Sao tự nhiên mình biến thành em bé nhưng mình nhìn mình mập quá vậy ta? Hay nếu như bạn không biết thì lúc mà Phong còn nhỏ bạn, Phong rất là mập luôn, cho nên á là khi mà vào trong Minecraft Phong biến thành em bé thì Phong cũng phải mập mũm mĩm dễ thương như thế này, các bạn hiểu không? Đó ok, thôi nói chung mập thì nhìn cũng dễ thương mà. Rồi bây giờ mình đã biến thành em bé nè, thì nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Tất nhiên là phải qua bên nhà của Sammy rồi chứ còn làm gì nữa. Ok, để mình qua nhà của Sammy nha các bạn nha. Qua nhà nào. Đây, đóng cửa nhà lại. Bảo đảm với bạn là hôm nay á là mình sẽ cho anh Sammy gọi là khóc luôn cho bạn coi nè. Đó, cho anh gọi là cho Sammy khóc luôn nha. Đó. Cho anh như vậy nó mới ép, bạn hiểu không? Đó, ok. Rồi bây giờ mình ra trước nhà Sam nè. Khoan, hình như lần trước mình nhớ là Sammy gọi là đã gọi là xây một cái gì ta, một cái nôi dành cho em bé ở trước nhà. Như vậy mới giống em bé. Đúng rồi, ok. Giờ mình sẽ xây luôn nha các bạn nha. Đầu tiên là mình phải đập mấy cục này ra trước. Trời ơi, cái gì đâu mà mấy cục đá này khó đập quá vậy ta. Trời ơi, đập nhanh lên coi. Thôi, chắc là do mình biến thành em bé cho nên là mình đập hơi lâu các bạn ơi. Cũng đúng, tại vì giờ mình là em bé mà. Ok, sau đó mình sẽ lắp mấy cái thảm lên như thế này. Rồi, mình sẽ lắp mấy cái cửa vô. À, để cho nó thành một cái chỗ mà em bé hay nằm đó bạn. À, ok, đập này ra nữa. Nhanh lên coi, lâu quá vậy. Rồi, ok. Đó. Rồi, xong. Vậy là xong một cái nôi dành cho em bé. Mình chỉ cần ngồi trong đây, Sammy chỉ cần bước ra ngoài nhìn thấy mình là Sammy sẽ kiểu trời ơi, ở đâu ra một em bé trai dễ thương cute phô mai que dữ vậy trời. Đó, bây giờ mình sẽ mà khoan, còn cái này nữa bạn ơi, mình quên mất, chúng ta cần phải viết một cái bức thư để cho Sammy không nghi ngờ đó. Tự nhiên không ở đâu có một em bé xuất hiện ở trước nhà, bảo đảm Sammy sẽ rất là nghi ngờ. Cho nên mình sẽ phải viết một cái bức thư để gửi cho Sammy nha. Ok. Rồi ok, thì đầu tiên mình sẽ ghi cái gì trước bây giờ ta? Chắc là sẽ là chào Sammy đi nha. Ok, chào Sammy xinh đẹp. Đó, phải khen người ta trước, bạn hiểu không? Mình phải khen người ta trước. Đó, tôi tên là Phương Cận đi. Đúng rồi, mình sẽ đặt tên là Phương Cận đi bạn ơi. Đó, Phương Cận. Hôm nay tôi muốn sao mình ghi sai chính tả vậy ta? Tôi muốn nhờ bạn nhận nuôi em bé đáng yêu. Đó, phải ghi đáng yêu vô, bạn hiểu không? Tại mình đáng yêu thiệt mà. Đáng yêu này một ngày giúp tôi. Vì tôi đang bận một số việc quan trọng. Đấy, ok, vậy đi. Đó, đơn giản vậy thôi, bạn hiểu không? Đó, rồi. Thôi chắc không cần ký tên nữa nha. Ok, vậy là xong rồi. Rồi, bây giờ thì mình chỉ cần gọi là ngồi đây đợi Sam thôi. Mà khoan, nếu như mà mình để cái giọng này á thì Sammy sẽ nghi ngờ.
mình phải đổi lại hình giọng em bé bạn ơi. Alo 1 2 4 alo. Ok mấy bạn ơi, giọng của mình đã biến thành giọng của em bé nè, bạn nghe gọi là giống em bé chưa? Mặc dù nhìn nghe nó vẫn còn hơi kiểu gọi là chưa được em bé lắm, nhưng mà nếu mình chỉnh gọi là nghe giọng em bé quá thì mấy bạn sẽ nghe rất là khó nghe luôn, cho nên mình chỉ chỉnh gọi là bình thường như thế này thôi. Ok vậy thôi được rồi. Ok rồi bây giờ mình sẽ ngồi đây. À quên, nhấn chuông trước đã. Nhấn chuông nè, rồi sau đó vô đây ngồi. Ngoe ngoe, có ai không cứu tôi với, ngoe ngoe. Sao thấy ai xuống vậy? Gì mà ác độc vậy trời, thấy con nít khóc mà không xuống vậy. Ngoe ngoe, có ai không? Hình như là ra. Trời ơi buồn quá. Ủa ai đây? Lu Na. Ủa wow. Em chào chị. Em chào chị xinh đẹp. Trời ơi trời, chữa trong cái làng heo tim này mà có một đứa em bé nhìn nó xấu dữ vậy. Ôi trời, trời ơi, đáng lẽ là phải khen mình dễ thương, sao tự nhiên kêu mình xấu trời gì mà kỳ vậy. Trời ơi, nghe bực rồi nha, nghe tức rồi nha. Chị ơi, chị nói gì vậy? Em dễ thương như vậy mà chị kêu em xấu sao? Khoan, từ quăng quyển sách ra nè. Rồi chọi quyển sách nè. Đó, ok. Gì em? Chị ơi, chị đọc quyển sách đi chị. Đâu? Trời ơi trời, tự nhiên con quyển sách rồi mặc gì vậy? Đọc chuyện cho em nghe hả? Thế sao vậy? Không phải, chị đọc đi là chị hiểu à. Rồi, chị đọc nha. Ahem. Chào Sammy xinh đẹp. Ủa sao em biết tên chị? À dạ đâu, cái này đâu phải là em viết đâu, cái này là mẹ em viết á chị ơi. À hợp lý. Chào Sammy xinh đẹp, tôi tên là Phương Cận. Hôm nay tôi muốn nhờ bạn nhận nuôi em bé đáng yêu này một ngày giúp tôi vì tôi đang bận một số việc quan trọng. Ủa Phương Cận là ai ta? À dạ, Phương Cận á là mẹ của em á chị. Hôm nay mẹ của em đi công việc bận gì đó, mẹ của em không có nhờ ai nuôi được em hết, cho nên mẹ em mới dẫn em đến đây. Xin chị thương em, cô mang một cô bé, à nhầm, không phải cô bé, cô mang một em bé đáng yêu dễ thương như em một ngày thôi, chứ không thôi em ở ngoài đây thú dữ nè, cọp heo voi đồ cái kiểu, nó mà thấy em á là em sẽ ăn thịt nó luôn á. Trời ơi chị thương bọn nó, cho nên là hãy chị hãy cứu em đi, không thôi em ăn thịt hết bọn nó, em lột da bọn nó chị ơi. Chà, ghê dữ nha, mặt là xấu còn ăn thịt động vật nữa hả? Rồi, em giờ em đã thật chị chứ à. Khủng long em còn ăn được nữa chứ đừng có nói là voi. Trời đất ơi, trời về em là gì ta, điềm tàn của nhân loại cho đâu ra gì nhận nuôi em, có nhiều lo em ăn thịt chị không vậy? Thôi chị yên tâm đi, chị dở ẹt à, ai thèm ăn thịt. Trời ơi trời, người ta xinh đẹp mỹ mừng mới bao nhiêu mà. Thôi được rồi, thôi bây giờ chị là một người rất là tốt nên thôi em vô nhà chị đi. Quá trời ơi luôn à. Em vui quá rồi. Cảm ơn chị. Trời ơi bạn ơi, dễ dụ dễ sợ. Ôi trời ơi, em không ngờ ở trong làng Hero Team lại có một người tốt bụng giống như chị vậy đó. Đã vừa xinh đẹp rồi mà còn tốt bụng nữa. Em yêu chị. Tất nhiên rồi, trời ơi chị lúc nào cũng xinh đẹp đó, nhưng mà không phong cầu lúc nào cũng che chị. Chị có em nói đúng thôi, sự thật là đúng. Dạ không có một phải không? Không biết dạ, có hai rồi, em vô đây ngồi nè. Dạ. Ôi trời ơi, em mới thiệt với chị luôn á, từ sáng giờ á em bị nhốt trong cái nồi, em đói bụng quá trời quá đất mà em chưa có ăn gì hết trơn á. Chị có cái gì cho em ăn không? Trời ơi trời, con nít hả? Từ con nít thì mình cứ bây giờ nuôi mấy con nít uống à, nít uống sữa đúng không? Ok chị pha sữa cho em uống nha. Dạ pha dạ chị. Rồi sữa uống, muốn sữa gì em? Sữa khủng long, sữa là châu chấu, sữa gián. Cái gì ta có sữa gián nữa vậy? Chị có sữa khủng long không? Em uống sữa khủng long á. Khủng long à? Ok chị có sữa khủng long rồi đây. Sữa ủa vậy có luôn hả? Cái vậy có chứ, sữa hình con khủng long đây đó, chứ có sữa khủng long ở đây, sữa hình con khủng cảm long. Cảm ơn chị, trời em đang khát sữa. Nhầm. Trời ngon quá chị ơi, chị cho em thêm tầm 100 bình nữa được không? Đâu ra em, trời. Được một ba, được một sữa. Trời ơi, thấy chưa? Người lớn ở trong làng này ai cũng ác độc hết á. Mình xin có 100 hũ sữa thôi mà cũng không cho nữa. Ác độc không. Trời ơi trời, con nít uống hộp thôi, uống nhiều hộp hèn chi người em y chang à. Những người em bị bự thù lù là biết uống nhiều quá rồi, uống ít lại thôi, giảm cân lại đi. Chị ơi, em đang tuổi ăn tuổi lớn, chị hiểu không? Em mập mập vậy nó mới dễ thương. Ôi mập thì mập vừa thôi, mập thù lù là nhìn y chang heo luôn em. Thôi kệ đi, em không có sợ đâu, tại heo là bạn của em mà. Giờ chị không cho uống sữa không được, nhưng mà chị có gì ăn không? Em đói bụng rồi. Rồi xong uống sữa xong phải ăn, trời con nít phức tạp thế nhờ. Thường nhớ nít uống sữa thôi là xong rồi, no đi ngủ mà ta, sao bây giờ ăn nữa? Trời ăn nhiều chứ hả? Em ăn gì? Em là em phải ăn, ở đây chị có thịt của khủng long hay là quái vật gì không? Em đang thèm.
Cái gì sao em ăn kỳ lạ vậy? Con nít người ta ăn đồ ngọt, ăn đồ mà đồ chả thịt bằm này, đồ ai mà ăn gì mà toàn đồ kỳ vậy? À vậy thôi, có gì cho em ăn cũng được. Chị nhanh nhanh không thôi tí nữa em ăn luôn cái tủ lạnh là xong. Rồi, dạ dạ biết rồi. Trời ơi trời, đưa ra đứa nít dữ vậy trời ơi. Trời ơi mấy bạn ơi, mình sẽ ăn hết cái nhà này luôn để cho Sammy gọi là khóc luôn. Trời ơi nhanh lên chị ơi, em đói bụng quá à. Ê, chị đang làm em rồi. Trời ơi chị làm phải cẩn thận cho em, làm cho con nít là mình phải làm cho thật cẩn thận. Đây dạ, xong rồi dạ, nè dạ. Trời ơi làm cẩn thận gì đâu mà nhanh dữ vậy. Gà nè, đây súp nè. Rồi, đây súp. Bánh ngon, ngọt ngon, ngon. Nè. Thôi bánh kem nữa. Ôi nhiêu đây sao đủ chị? Chị cho em thêm tầm 3 món nữa đi, ít quá à. 3 món nữa, thôi thôi ăn nhiều đây rồi. Ok rồi đó, có sushi nè. Ủa từ từ, con rất sao ăn sushi được, thôi để chị làm cái khác nha. Dạ đúng rồi, em còn nhỏ mà chị cho em ăn sushi, đồ sống em ăn em đau bụng rồi sao. Đúng rồi, pizza, đó pizza. Trời món em thích ăn. Đúng rồi, đúng rồi, hay á, hay á. Trời cảm ơn đây, chị. Bánh ngọt lại đây, một khay bánh ngọt. Đó, rồi còn gì ta? Đây nước, phải uống nước chứ đúng không? Quên nước lọc. Đây nước lọc, đây nước lọc, phải cần uống nước lọc. Uống nước em không uống nước đâu. Chỉ có coca hay là gì không? Em muốn coca à? Muốn cà bao không? Vậy thôi, vậy thôi. Đây, uống nè. Uống ly ly. Gọi là ly 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 rồi. Là đây là ly trà. Ly trà cho con nít. Đó, nít uống trà được nha. Ok, ok. Rồi để em ăn nha. Đó. Trời ngon. Nhầm nhầm nhầm. Trời ngon. Rồi lụm hết. Đồ ăn đem đi ăn hết luôn. Lụm. Trời em ăn thử miếng nha chị. Nhầm. Thôi ngon, ok. Bay qua bên bàn qua đây. Ăn luôn mấy bánh pizza. Cái gì mà ăn nhiều vậy? Rồi xong, bánh ăn luôn bánh kem. Chị yên tâm đi, em đang tuổi ăn tuổi lớn mà em ăn nhiều lắm. Có chưa chị miếng đâu. Rồi ok, ăn hết rồi. Trời ơi trời, ít nhất chưa cho chị ít bánh chứ. Chị hôm trưa chị chân sáng ăn trưa luôn à em. Trời ơi, chị chưa ăn sáng thì chị ra ngoài siêu thị chị mua đồ ăn sáng đi. Còn này đồ ăn chị nấu cho em mà. Trời đất ơi trời, nhà còn gì ăn nữa trời ơi, hết tiền rồi. Trời ơi đã nghèo rồi còn gặp thêm cái này đó, trời ta khổ quá. Dạ, chị ơi từ nãy giờ em ăn rồi em no rồi á, nhưng mà giờ em buồn ngủ quá. Chị có chỗ nào em nằm ngủ không? Đây góc này em nằm ngủ nè. Chị trời còn chỗ này đâu. Sao chị cho em nằm ở dưới bếp lạnh chết? Chị có gọi là cái phòng nào mà có giường êm nệm ấm để nằm ngủ không? Em muốn nằm ở trong nệm. Nhưng mà có đường chỗ này hè, có cái chỗ chị không hà cho em ngủ vậy? Chị ngủ đâu? Đây nè, đường chỗ giường à, được cái giường hà. Thôi chị ơi, em nói chị nghe nè, em còn nhỏ cho nên chị nhường em cái giường này đi, còn chị xuống dưới bếp ngủ đi. Đi ra khác nhanh lên. Đi ra. Cái gì cay á? Cái em thích nằm ở đây. Không có cho hay dành. Ơi, ủa em ơi, chị chủ nhà đó. Em phải chủ nhà đâu. Ủa chị nhận nuôi em là giờ chị phải có trách nhiệm hiểu không? Đây em nằm nè. Ok nằm hết cái giường luôn. Rồi em ngủ đi chị. Khoan chị ơi, em nằm như thế này em cô đơn em ngủ không được. Chị có thể nào hát ru cho em được không? Hát ru à? Trời đúng ơi, em nói đúng người rồi. Chị là một rapper đây em ơi. Một rapper, một ca sĩ, một diễn viên xuất sắc em hiểu không? Hay mai quá, rap thôi quá. Nha. Được được đó, được bây giờ, em muốn chị ngủ ra chị ru ngủ hay rap ngủ nè em. Chị hát rap cho em ngủ đi chị. Chị hát cái bài okay. Nào mà rap cái gì mà em nhớ trên mạng có cái bài gì Hero Đại Chiến á, nghe hay lắm. Ok bài đó chị hát rồi em. Chị là diễn viên chính trong đó rồi em. Không biết rồi, hay quá chị ơi. Rồi ok rồi. Rap mình phong cách gọi là gì ta, ru ngủ nha. Ok chị ta. Buồn thằng xa mơ mơ là tới ngày. Hero tìm chơi FIFA chỉ cho biết tay. Cá mập là nhất. Thôi bỏ đi chị, thôi bỏ đi bỏ đi. Ủa thôi, trời ơi chị hát vậy em ngủ em gặp ác mộng luôn chị. Ủa ghê quá à. Thôi em không muốn nghe hát nữa đâu. Giờ chị cho em mượn máy tính chơi game nha. Chơi vậy em chưa ngủ mà sao em chơi vậy? Hả? Thôi không, em gọi là hết buồn ngủ rồi. Giờ chị ra ngoài siêu thị mua đồ ăn cho em đi. Em chơi game xíu. Trời ơi con nít gì đâu mà ăn với ngủ với chơi không gà rét thành heo đó em. Cẩn thận nha. Thôi chị đi mua ít đồ nha. Ngoan nha, không có chơi nhiều nha. Dạ chị yên tâm đi, chị cứ đi. Cấm phá nhà nha, nhà là chị có một gái. Em mà phá nhà là chị không biết có súng ở đâu luôn á. Nói chưa á? Dạ vâng. Ok bạn ơi, trời ơi mới có hành hạ có tí thôi mà Sammy đã gọi là khóc lên khóc xuống rồi. Thôi được, bây giờ tiếp theo mình sẽ gọi là cho cái gì nữa đây ta. Sammy làm YouTube thì gọi là cái dàn PC này sẽ là dàn PC để Sammy quay video đúng không? Ok mình sẽ đập ra đem đi bán bạn ơi. Đó, đem đi bán lấy tiền mua cáp chơi ăn. Okay, đập ra nè. Rồi đem thùng PC đem đi bán thôi bạn ơi. Phải cho như vậy nó mới ác bạn hiểu không? Khoan từ từ để coi Sammy đi đâu rồi.
hình như là đi mất tiêu rồi, ok, đem thùng PC đi bán. Đặt cô. La 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 la. Trời ơi mấy bạn ơi, bán vàng PC được 5 kim cương hay. Bây giờ mình sẽ đem 5 kim cương này gọi là đem giấu ở trong nhà để sắp tới mình gọi là mua con heo đất mình nhét vô các bạn ạ. Ok, vô nhà thôi. Mọc khoan, từ từ. Tính ra thì Sammy đi siêu thị hình như vẫn chưa về hay sao bạn ơi, vô nhà thấy vẫn còn cửa khóa nè. Chị Sammy ơi. Chị Sammy à. Ủa, hình như Sammy vẫn chưa về. Ok bạn ơi, nhân lúc Sammy chưa về thì mình sẽ kiếm trời, cái đầu mình lùn quá mấy bạn không thấy được mặt mình. Ok, đi bước lên trời nè. Nhân lúc Sammy đang gọi là gì ta, đi siêu thị chưa về thì mình sẽ xây theo một cái bẫy để mình cho Sammy nha các bạn nha. Ok, hợp lý. Đây, hồi nãy mình ra ngoài chợ mình bán vàng PC, mình có mua thêm một ít đồ để về cho anh nè các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ xây một cái bẫy cho Sammy nha. Đó, thì cái bẫy này dễ ẹt lắm bạn ơi, dễ làm dễ sợ. Đây mình sẽ làm cho các bạn coi nè. Chúng ta đầu tiên là chỉ cần đập cái khu này ra đó. Sau đó làm cách nào để đào xuống đây được ta? Có cây cúp không nhỉ? Để đi kiếm cây cúp coi. À đây đây, thấy rồi, có cây cúp nè. Trời may quá. Rồi bây giờ mình sẽ đào xuống dưới như thế này nè các bạn ơi. Đào xuống dưới rồi mình sẽ đặt TNT vào đây. Cái bẫy này là cái bẫy cực kỳ đơn giản luôn các bạn, rất là dễ để cho anh. Ok rồi, sau đó lắp két lên đây. Rồi đặt cái tấm dán lên đây. À Sammy mà đi về ha, Sammy chỉ cần mở cửa bước vô cái là Sammy sẽ bị lọt bẫy ngay lập tức. Trời sao mà ép của ta. Thôi kệ đi, làm em bé cho mà ai biểu lần trước bả cho mình trước chi đúng không bạn. Rồi ok, thôi bây giờ mình lên trên phòng đi ngủ. Rồi đợi Sam về. Đi ngủ thôi. Em bé ơi, có đồ ăn rồi nè. Ủa, cái gì đây? Ủa, ui. Nhà mình nổi thế này. Ủa con em bé thì sao? Ủa em bé ơi, em bé bị gì không giờ? Em bé ơi. Ui. Lên xem coi em bé bị gì không. Trời trời đất ơi, trời, ai phải lạc với xóm nhà tôi vậy? Trời ơi, em bé có bị gì không em bé? Ôi trời ơi, may của em bé chưa bị gì hết, đang ngủ hả? Ôi chị Sammy, trời ơi, chị về rồi hả? Trời ơi, em nhớ chị quá, em ở nhà mình, em cô đơn quá. Trời ơi, em có bị sao không? Hả? Ủa, bị gì? Xem coi. Em có bị gì đâu? Có bị. Trời ơi, trời may quá, tự nhiên chiếc nhà gì có cái ai mà cho anh ác ô vậy, đặt cái bom chiếc nhà gì về nhà thì banh xác luôn em. Trời ơi trời, buồn quá, nhà mới sửa. Trời ơi, chị ơi. Ai mà cho anh chị ép quá vậy? Thôi chị đừng buồn. Bây giờ em chỉ muốn nói với chị một câu thôi. Đó chính là đồ ăn của em đâu? Trời ơi trời, tự quan tâm tôi chi lắm. Đưa đồ ăn đây nè. Ủa đây đồ ăn nè mấy ông. Thôi đó, đồ ăn nè. Dạ cảm ơn chị. Trời ngon quá. Trời ơi thèm quá. Cảm ơn chị nha. Bánh bông lan đủ kiểu nữa. Em thích món này lắm chị ơi. Thôi ai đem dọn dẹp. Thôi được rồi. Thôi em ngồi đi. Khổ quá. Thôi bây giờ chị làm đi làm video cho mấy ông fan xem nữa nè. Dạ. Sáng sớm gặp chuyện gì ngon quá. Ủa gì vậy? Trời ơi, cái bộ PC tôi đâu rồi? Trời ơi, chị ơi, em quên nói với chị. Gì vậy? Ôi trời, chị ơi, chị biết gì không? Hồi nãy á, em đang nằm ngủ thì em mở mắt ra, em thấy có một tên trộm lẻn vào trong nhà rồi hắn ta bơi luôn cái vàng PC của chị bỏ trốn rồi. Trời ơi, cái gì? Một thằng ăn trộm vào nhà chị lấy đồ. Đúng rồi. Nó lấy PC của chị. Ủa sao không chặn nó? Trời ơi trời, bộ PC biết mắc tiền lắm không? Chị làm quá bao nhiêu năm mới được bộ PC đó em ơi. Trời ơi, chị ơi em nói chị nghe nè, làm sao em ngăn cản được? Nếu như mà em nhào vô em ngăn cản á thì tên trộm á chắc chắn hắn ta sẽ bắt cóc luôn em á, tại vì em còn nhỏ quá em không ngăn cản được. Chị thông cảm đi. Trời, chị biết rồi. Trời ơi, em cũng buồn. Em cũng buồn. Chị mà biết ai mà là ăn trộm cái bộ PC đó thì em trời, chị băm ra 100 mạnh cho cả ăn hết. Trời ơi trời. Hả? Cái gì? Trời, sao mà mình nghe hơi sợ sợ bạn ơi. Sammy mà biết rằng là mình cho anh bả cái bả băm mình thành 100 mảnh cho cá ăn quá ta. Sợ quá. Trời ơi. Chị ơi, thôi chị đừng khóc. Chị
đừng khóc mà chị ơi, chị đừng khóc. Em nói chị nghe nè, thôi bây giờ chị ở đây nha. Em không, bây giờ mình ở nhà thì buồn lắm chị. Hay bây giờ chị đi chơi với em đi, em dẫn chị ra ngoài đây vui lắm. Em biết chỗ này có cái nhà trẻ vui lắm, ra ngoài đó chơi. Trời, chị phải người con nít như em đâu mà chị ra nhà trẻ đi chơi gì, ngồi em chơi đồ chơi hay chơi bán hàng á. Vui lắm, vui lắm chị ơi. Chị cứ đi theo em đi, em dẫn chị đi nha. Đi đi đi, đi nhanh lên nhanh lên. Đi đi đi. Biết rồi. Đi. Mất hết tất cả rồi. Trời ơi, ai làm nổ nhà của chị lủng nguyên cái lỗ to đùng vậy trời. Ác độc, trời ác độc. Trời ơi, luôn á trời. Thôi đi được, cửa sau em ơi, may quá cửa sau. Trời dạ, trời dạ, trời dạ. Ôi, mình đi thôi chị ơi. Nè nè, chị ơi, chị đi theo em. Em biết chỗ này vui lắm nè chị. Đây, tên 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 tên. Xin giới thiệu chị. Đây chính là shop Hero. Đó, cái shop Hero này em hay có mấy lần mẹ em dẫn vô đây mua đồ chơi á, vui lắm. Chị vô đó lựa đồ chơi với em đi. Ủa em, shop này shop của chị mà. Ủa, à cái này hả? Ủa cái này shop Hero là shop của chị hả? Ủa em đâu biết đâu. Thôi được rồi, chị buồn đúng không? Chị vô đó chị lựa đồ đi, mua mình mua đồ chơi á, mình mua sắm là mình sẽ vui hơn á chị. Mà tốn tiền chị chứ có tốn tiền em thôi mà sao đây, chị đây, mua đây được? Em có 5 kim cương cho chị nè, chị mua đi. Ôi nhiều quá hen, chắc vô được. Thôi cũng được, 5 kim cương cũng mua được nhiều đồ thôi. Dạ mà dạ vô, dạ vô em vô. Dạ ok thôi chị cứ vô đó trước đi, em ngoài đây em đợi chị rồi. Em còn nhỏ em không dám vô mấy chỗ này đâu. Rồi vô đây rồi em lỡ em thấy đồ chơi đẹp quá em xin chị mua nữa không được, không được. Em không muốn làm gọi là người ta làm phiền chị, thôi chị cứ đi mua sắm đi. Trời nghe hợp lý á, để chị mua mấy đồ này rẻ nghe. Dạ rồi, dạ. Đứng ra đợi nha. Dạ vâng, dạ vâng. Ok mấy bạn ơi. Rồi, bây giờ Sammy đang mua đồ nè. Mình sẽ cho pha cuối cùng mấy bạn ơi. Đây mấy bạn hãy nhìn đây. Tèn tèn tèn. Ở đây mình đã có mấy quả TNT với lại là một cái bật lửa. Bây giờ mình sẽ cho tiếp theo, mình sẽ tấn công gọi là người ta Garmin Hao các bạn ơi. Đó, mình sẽ gọi là cho Garmin Hao bị nổ. Ồ, sống đầu Sammy sẽ khóc. Ok, hợp lý. Đó, mình sẽ đỏ như thế này. Ok, rồi đó. Sau đó mình sẽ kích hoạt. Chuẩn bị mấy bạn coi nổ nè. Hôi, bùm 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 bùm. Trời ơi mấy bạn nhìn nè, nổ bánh chanh luôn cả Minh Hao mấy bạn ơi. Cũng may á nha là mình còn là cho nổ nhẹ. Chắc là lần sau mình phải cho nổ rồi, nổ nguyên cái căn cả Minh Hao luôn, vậy nó mới vui đó. Trời ơi trời. Ok rồi, tới lượt shop Hero nè, qua shop Hero. À, đi qua làm nổ shop Hero luôn. Ok ok. Đặt nè TNT nè, TNT nè, đó đặt vô rồi. Kích hoạt, nổ đi nào. Trời ơi, banh chanh banh luôn rồi. Thôi, ok từ để mình gọi chị Sam. À, Sam ơi, Sam ơi, chị Sam ơi. Trời ơi, nổ banh chanh rồi. Ủa, cái gì vậy? Có mẹ nữa của tôi. Ủa, cái gì vậy? Trời, trời, chị ơi, em không biết. Em không biết gì hết trơn á. Tự nhiên em đang đứng cái tiệm shop Hero nổ tung. Ôi, chị ơi, đằng sau lưng chị có gì kìa. Sau lưng chị kìa. Đâu? Ok. Sau lưng. Ném, ok, rồi Ủa gì vậy? Ủa chị ơi, hình như em mới thấy trong người của chị có TNT với lại bật lửa đúng không? Ủa cái gì vậy? Ủa sao trong người chị có TNT bật lửa vậy? Trời ơi, em biết rồi. Thì ra chị chính là người làm nổ gọi là shop Hero với lại là Garmin Hao đúng không? Em đi mát đó. Đúng rồi, không phải trời. Phải chị chứ nói thật. Chị đang mua đồ cho em mà. Không, em không tin, em không tin bằng chứng rõ ràng. Đây, thấy không nè, TNT nè. Bây giờ em sẽ ra, em mát chị Mèo Semi, em mát chị Camui, mát anh Mr. Dịch, mát anh Siro, mát anh Kayon. Bởi vì chị phá hủy, gọi là làng của mình. Đi mát mới được, đi mát, đi mát. Trời mà em ơi, trời trời. Ui, cái gì vậy, cái đâu bị luôn hả? Trời đất ơi. Đi mát, em đi mát luôn. Em ơi, không phải chị mà. Ok mấy bạn ơi, vậy là hôm nay mình đã hóa thân thành em bé siêu quậy, mình chôn Sammy đó bạn ơi. Đó bạn thấy không, mình đã nói rồi mà, một khi mà dám chôn Phong Cận là Phong Cận sẽ chôn ngược lại, mà chôn còn ác hơn nữa, bạn thấy mình ghê không hả? Bởi vậy cho nên đây một lời cảnh báo đến tất cả những người nào trong Hero Team, nếu như có xem video này hãy nhớ đừng bao giờ chôn Phong Cận. Chôn Phong Cận là có chuyện đó nha, có chuyện đó nha. À quên, tất cả những gì từ nãy giờ đều là ở trong game hết, cho nên là mấy bạn nhỏ đừng có bắt chước nha. Cái này là game nha bạn nha, không được bắt chước nha. Ok, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người. Không, đứng lại ở làm gì tôi. Yeah. Tạm biệt mọi người, tạm biệt mọi người.